Câu 73, đây là một câu về chất béo. Thì câu chất béo thì thông thường là các bạn sẽ xử lý tốt ha. Chúng ta có một cái triglyceride ít, có nghĩa là chất béo ít đó. Thì công thức của chất béo là RCOO 3 lần C3H5. Tuy nhiên là chúng ta không biết là một gốc hay là nhiều gốc khác nhau, nên đặt là R trung bình ha. Rồi chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ đốt này. Các bạn thấy là người ta sẽ cho dự kiện đốt cháy. Đó. Thì thu được CO2 và nước có số mol hơn kém nhau 0,32. Thì hơn kém nhau ở đây là chắc chắn là CO2 sẽ phải hơn nước các bạn. Số mol sẽ CO2 sẽ hơn số mol nước nhá. Tại vì trong cái chất béo thì ít nhất có 3 pi mà, có 3 liên kết pi nên là 0,32 mol. Rồi. Tiếp theo đó thì đề bài nói là cũng là m gam chất béo nào mà khi cho cộng với cao H vừa đủ, cần dùng là vừa đủ ha, 0,24 mol cao H này, thì các bạn sẽ thu được một sản phẩm cố định luôn là glycerol. Glycerol. Rồi, số mol glycerol thì bằng số mol chất béo, bằng số mol của chất béo này. Mà cao H thì luôn gấp 3 lần số mol của chất béo nha. Cao H thì gấp 3 lần nên số mol của chất béo sẽ là 0,08. Số mol glycerol cũng sẽ là 0,08 nha. Rồi. Ở đây chúng ta thu được hỗn hợp 2 muối thôi, chúng ta chỉ có 2 muối. À, của axit oleic là C17H33 CONa. Xin lỗi, COK. Đó. Và stearic là C17H35 COK. Đấy. Thì cái điểm mấu chốt của bài này là các bạn phải để ý là dù ta có hai muối khác nhau nhưng mà cái nó đều có gốc là C17. Đây là một C này này, là C18. Như vậy các bạn có thể hình dung cái chất béo của chúng ta đó. Hình dung chất béo của chúng ta ở đây cái gốc này là C17 nha các bạn. Đó, gốc đều là gốc C17. Do đó chúng ta có thể gom cái công thức này hết lại thành C57. C57 này. À, chúng ta có thể gom công thức là C57H. H bao nhiêu thì chúng ta chưa biết, không cần biết. Và O6. Đấy, với số mol này là 0,08. Thì từ đó cái số mol này là 0,08 các bạn. Thì điều đó các bạn sẽ bảo toàn nguyên tố carbon này. Bảo toàn nguyên tố carbon cho các phản ứng cháy đó. Thì các bạn sẽ có 0,0 số mol CO2 sẽ bằng là 0,08. Bạn nhân cho 57 này, bạn bấm. 0,08 nhân cho 57. 4,56, 4,56 mol. Rồi. Các bạn sẽ thay vào cái biểu thức sao này nhé. Thay biểu thức sao thì sẽ suy được số mol nước. Thay biểu thức sao, từ sao các bạn sẽ suy được số mol của nước này. Đó, bằng thay vào sao nhé, các bạn sẽ có 4,56 bạn trừ 0,32. Thì nước là 4,24 mol. Rồi. Trong đề bài này yêu cầu là tính M. M là khối lượng của M gam là khối lượng của cái chất béo này. M gam. Thì đây nó có rất nhiều cách, các bạn có thể tìm trực tiếp ra số Heroi cũng được. Hoặc các bạn có thể quy đổi một chút. Có nghĩa là cái M gam chất béo này các bạn cứ coi như là gồm ba nguyên tố carbon, hydro và oxy. À, carbon, hydro và oxy. Carbon thì chúng ta sẽ lấy từ CO2. Số mol CO2 là 4,56 và carbon là 4,56 mol. Rồi, H thì các bạn lấy từ nước này, số mol nước này, 4,24 nhân 2. 4,24 các bạn nhân 2 này. Thì số mol nước là 8,48 mol. Đó. Còn số mol oxy trong chất béo. Số mol oxy chất béo thì bằng gấp 6 lần số mol của chất béo bạn, 0,08 nhân 6. 0,08 nhân 6 là 0,48 mol. Rồi. Thì chỉ số m gam này nó sẽ bằng MC cộng MH cộng MO. Khối lượng carbon 4,56 nhân 12. Khối lượng hydro là 8,48 nhân 1. Oxy là 0,48 các bạn nhân cho 16, các bạn bấm máy ha. Rồi, đây là đáp án D. Thì câu này là một câu chất béo. Câu chất béo thì thông thường các bạn học kỳ 1 các bạn phải xử lý rất là tốt nha. Rồi.